1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 7, 8, 9, 7. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thánh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một siêu phẩm mic không dây hàng chính hãng đến từ ETC, có mã là ETC DXM10 sẽ được Thánh Audio sẽ giới thiệu cho anh em. Và ngay ngày hôm nay nhá, sẽ giảm giá cho các bác 5 bộ đầu tiên giới thiệu sản phẩm với một mức giá cực kỳ là tốt. Thì trước khi vào video, anh nào chưa đăng ký kênh chưa like nhá, hoan hỉ cho bên em xin một like và một đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thánh Audio ạ. Đây, em xin phép giới thiệu chi tiết và sau đó test cho anh em tiếng của con này. Đây là một dòng mic không dây, em khẳng định em về chất âm cực kỳ hay, ba giải âm rất là tốt và bao cho anh em làm show sự kiện hay hát gia đình không bao giờ bị vỡ tiếng, cũng như là độ ô tiếng rất là tốt nha. Đây là một dòng mic có độ ô tiếng cực kỳ là tốt cho anh em. Và sóng sánh con này thì em cứ cam kết cho các bác là trên 100m cho anh em làm show sự kiện dạp cưới, bao cho anh em rất là ok nha. Sóng sánh trên 100m với thiết kế rất là đẹp, anh em nhìn thấy không? Thiết kế cực kỳ đẹp, mặt phay nhôm này, mặt phay nhôm, màn hình hiển thị cánh A và cánh B riêng biệt. Dòng này là dòng 6 số tự ngắt, có cảm biến gia tốc luôn cho anh em, ok chưa? Rất là cao cấp. Và đây sẽ giới thiệu nhá, đây là các cái nút để dò tần số sạch này. Đấy, và hai lúm volume của cánh A và cánh B. Đấy, thiết kế rất là đẹp, logo được in nổi ETC DXM10, rất là đẹp luôn cho anh em. Và quay cho em đằng sau trước nhá, trước khi giới thiệu nội thất thì sẽ quay đằng sau trước này. Đằng sau của nó thì có các cái đường kết nối đầu ra bằng ca lông để anh em kết nối bàn mixer hoặc là jack 6 ly, em kết nối vào âm ly hoặc là vang thì anh em kết nối bằng jack 6 ly. Và hai bên là anten, hai anten A và B, hai anten rời cho các bác nhá. Và đây sẽ quay cho em về nội thất của nó để em biết chất của dòng mic này. Đây anh em thấy, đây là hàng chính hãng của ETC, sẽ được dập chìm logo ETC cũng như là tem của hãng và tem của sản phẩm. Sản phẩm này là hàng mới, sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm nhá, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm cho anh em luôn. Rất là chất lượng. Và đây em đã mở sẵn cho các bác là một đầu thu mic đây, để anh xem nội thất của nó. Đây, nội thất quá là khủng luôn. Đầu tiên em nhìn thấy mạch của nó là vỉ tím, hoàn toàn là vỉ tím, cao cấp luôn cho anh em nhá. Và tất cả các tụ xử lý tiếng đều là các tụ nhôm, anh em nhìn thấy không? Các tụ nhôm, các IC xử lý tiếng rất là hay. Và sóng của con này nhá, anh em để ý là đấy, mỗi kênh của nó sẽ có hai hộp sóng. Đấy nhá, hai anten thôi nhưng mỗi kênh có hai hộp sóng nên sóng nó rất là xa nhá. Nhiều loại mic mà hàng nhái ấy thì có bốn hộp sóng nhưng mở ra không dám mở ra vì bên trong đấy chỉ có một hộp một thôi. Chứ dòng này em đã mở sẵn cho các bác rồi. Đấy, mỗi kênh là hai hộp sóng. Đấy, ok chưa ạ? Hai kênh sẽ là bốn hộp sóng, sóng rất là xa cũng như là hoàn toàn là các tụ nhôm xử lý tiếng. Đấy, tụ nhôm rất là chất lượng luôn cho anh em. Đấy, đây là phiên bản cao cấp hàng chính hãng của ETC anh em nhá. Đấy, và với giá cực kỳ tốt 5 bộ đầu tiên. Đấy, em sẽ giới thiệu tiếp về tay mic. Đây, tay mic đây, em nhìn thấy tay mic này. Rất là đẹp luôn, tay mic ạ. ETC đây, anh em nhìn thấy có thể là đây, ETC cả về chuôi mic nhá. Chuôi này có thể tháo ra này. Logo ETC Pro Audio này, vỏ là vỏ kim loại. Đấy, cầm rất là chắc chắn. Sơn tĩnh điện màu này là hơi màu sữa một chút. Và cái dọ này em nhìn thấy dọ à, rất là dọ Bayer cao cấp luôn. Đây, dọ cực kỳ là cao cấp luôn cho anh em. Đây là dòng 6 số tự ngắt. Em nghe nhá, em thử test cho anh em này. Đấy, và đây có đặt xuống sẽ tự ngắt tiếng. Và khi mà gia tốc thì anh em đây. Đấy, đợi sẽ tự ngắt tiếng và khi mà gia tốc thì anh em nghe nhá. Đấy, đã ngắt này. Đây, đặt xuống. Đấy, đã ngắt nhá. Và khi gia tốc anh em thả từ trên cao xuống sẽ không gây tiếng bụp ra loa, em thử nhá. Đây em thử đây. Alo. Đấy, thả nhá. Ok chưa? Thả xuống yên tâm luôn. Đây là dòng 6 số tự ngắt có cảm biến gia tốc và cảm biến va chạm. Đấy, rất là cao cấp luôn đây. Ok chưa? Đấy, gia tốc test trực tiếp cho anh em nhá. Và bật lên thì vẫn alo. Đấy, rất là cao cấp luôn. Và anh em đây, em sẽ quay chi tiết về cái tay mic chuyện này cho anh em. Và đây là tay mic của ETC này. Và khi mà chuôi này được tháo rời nhá, anh em bạn có thể tháo rời ra và được dập logo ETC đây, hàng chính hãng cực kỳ cao cấp và rõ đây. Và em sẽ mở rõ trực tiếp cho các bác luôn, xem côn mic con này thiết kế côn cực kỳ chất lượng đây. Côn mic đây ạ. Đấy, côn neo nhá, côn neo rất là cao cấp. Độ ưu tiếng thì cam kết em độ ưu tiếng rất là tốt nhá. Độ ưu tiếng cũng như là ba giải âm bao cho rất là hay cũng như là không bao giờ bị vỡ tiếng. Đặc biệt các bác làm show sự kiện thì
quan tâm đến việc vỡ tiếng thì em sẽ cam kết cho các bác bộ mic này không bao giờ bị vỡ tiếng và sóng sánh trên 100m cho các bác. Đây là hàng chính hãng của LDC, hàng mới nguyên hộp. Nó là hàng chính hãng, khác hoàn toàn so với hàng bên ngoài anh em nhá. Và đây em sẽ alo cho anh em nghe tiếng mic của nó nhá. Nên bay 890, sau đây 890, nên bay 890, nên rất là nhẹ và ba giải âm cực kỳ tốt cho các bác và anh em nhá. Và đặc biệt 5 bộ đầu tiên bên em đã làm việc với hãng EDC là giới thiệu sản phẩm, bên em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác luôn. 5 bộ duy nhất, 5 bộ đầu tiên cho các bác nhá. Và tặng thêm cho các bác những bộ pin sạc đến thương hiệu Double Bow. Nha, anh em mua hàng sẽ được tặng miễn phí một bộ pin sạc đến thương hiệu Double Bow. Và giá thực sự anh em nhé, cực kỳ là tốt. Đấy, hãng đang bán là giá là 4.800.000. Nhưng ngày hôm nay nhá, 5 bộ đầu tiên em giới thiệu sản phẩm giá chỉ có 2.100.000 bên em bao ship và tặng thêm cho một bộ pin sạc. Anh em nhá, 2.100.000 bao ship tặng một bộ pin sạc đến thương hiệu Double Bow. Và hàng này hàng chính hãng của EDC ở đây. Chính hãng EDC sẽ được bảo hành cho các bác 1 năm. Một đổi một trong vòng 1 năm cho các bác. Bao cho các bác là không bao giờ bị vỡ tiếng, ba giải âm cực kỳ tốt và sóng rất là xa, cũng như là độ hút tiếng rất là tốt cho anh em nhá. Giá chỉ có 2.100.000 bao ship và tặng thêm một bộ pin sạc. Giá rất là tốt cho anh em. Thì anh em đang theo dõi video tiếp tục ủng hộ Thế Nhau Đô, hoan hỉ cho bên em Simonai ạ. Hoan hỉ cho bên em Simonai và một đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô nhá. Xin cảm ơn anh em.